Đại diện Hội chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, mỗi gương điển hình hoa việc thiện bằng hành động thiết thực của mình đã trợ giúp những số phận khó khăn, kém may mắn trong cuộc sống, góp phần khơi dậy niềm tự hào, truyền cảm hứng đến đội ngũ làm công tác chữ thập đỏ và các lực lượng xã hội. Trong thời gian qua, Hội chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi xướng nhiều phong trào thi đua, phát triển nhiều mô hình hoạt động nhân đạo tiêu biểu và vận động nguồn lực hiệu quả như chương trình bữa cơm người già, bữa cơm tình thương tại địa bàn dân cư, bữa cơm xuất cháo nhân ái. Nhân dịp này, Hội chữ thập đỏ thành phố Hồ Chí Minh phát động các cá nhân, đơn vị chăm lo Tết Mậu Tuất năm 2018 cho người dân trên địa bàn thành phố và các tỉnh thành lân cận.